quán karaoke trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa sáng đèn được một hôm thì ngay hôm sau đã phải đóng cửa lại liền. Hụt hẫng, bất ngờ là tâm lý chung của hầu hết nhân viên và quản lý tại cơ sở này. Mới hơn một ngày trước, khi vừa hay tin thành phố cho phép dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage mở lại, chi nhánh này đã gấp rút huy động nhân viên từ quê lên thành phố làm việc. Cả tiệm sửa soạn suốt đêm đến sáng, nhưng đến chiều thì thành phố yêu cầu đóng cửa để phòng dịch, khiến cả chủ quán lẫn nhân viên đều buồn ra mặt. Anh Phạm Quốc Vinh, 23 tuổi, tổ trưởng tổ nhân viên tại tiệm karaoke Icon ở Mạc Đĩnh Chi, quận 1, đang ở quê nghỉ dịch, thì hay tin thành phố Hồ Chí Minh cho phép các tiệm karaoke được hoạt động trở lại. Sáng 18 tháng 11, khi hay tin chuỗi hệ thống karaoke nơi anh làm việc được phép mở lại, anh Vinh gấp rút chạy xe máy từ Long An lên thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ mọi người dọn dẹp. Nhưng vừa dọn xong thì chiều lại nhận được tin đóng cửa, khiến anh rất hụt hẫng. Hơi buồn vì cảm thấy là mình đã nghỉ thì cũng bắt đầu từ Tết đó. Mình nghĩ bây giờ cũng đã 7-8 tháng rồi, không còn hoạt động lại. Khi mà có thông báo mở cửa lại thì mình rất là vui, mình tranh thủ mình lên. Mà bây giờ thì lại không được hoạt động nữa. Thì chắc có thể là sẽ về quê lại. Dạ thì có, thì ở dưới quê thì mình cũng làm những công việc mà ở nhà như phụ gia đình với lại là chạy giáo an rồi. Thì cũng có thu nhập để chạy cuộc sống. Khi mà lên đây rồi bây giờ thì cũng không biết làm gì. Nếu mà còn lại trên đây thì chắc không phải chạy những cái xe công nghệ chạy giáo an. Lúc đầu cậu cũng có kêu là khoai hát lên, nhưng mà vì đã nếu mà mình đã biết có chính thức rồi thì mình lên luôn. Không ngờ lên đây thì lại cái như thế này. Tâm trạng cũng hụt hẫng lắm anh. Kiểu vừa đi làm được 2 ngày á, xong rồi lên dọn dẹp quán, chuẩn bị tất cả cho khách hàng rồi, cái mình phải đóng cửa. Thì tâm trạng hụt hẫng lắm, tại em cũng mới ở quê lên Sài Gòn á, thì hơi buồn. Thì tại nhà em đang làm cà phê á, thì em phải bỏ xong rồi em lên đây em làm. Thì nói chung cũng sắp xếp công việc nhà ổn định xong mới lên đây. Giờ bây giờ nghe tin đóng cửa thì thấy chắc phải về quê lại rồi. Chắc để xem một tuần nữa, nếu mà không mở cửa lại nữa thì sẽ về. Chắc phải qua Tết em mới lên lại được. Ngay sau khi thông tin thành phố cho phép mở lại dịch vụ karaoke, rất nhiều khách hàng đã hào hứng trở lại quán hát để xả stress. Một số khung giờ nhất định trong ngày, khách phải đặt bàn trước vì nhu cầu của mọi người tăng nhanh. Với những khách đặt bàn trong chiều 18 tháng 11, quản lý các quán hát này đã phải gọi điện xin lỗi khách hàng vì không thể phục vụ, tuân thủ theo đúng quy định của thành phố. Nhân viên thẫn thờ, quản lý buồn bã, ai cũng mong tình hình dịch bệnh sớm ổn định để công việc kinh doanh được suôn sẻ.